Kính quý vị, tuần lễ thời trang dành cho những người kích cỡ lớn, tin từ Sao Paulo, Brazil. Tuần lễ thời trang dành cho những người có kích cỡ lớn Plus Size Fashion Week đã được diễn ra tại trung tâm hội nghị Frei Canseca của Sao Paulo. Dàn người mẫu tròn trĩnh đã biểu diễn các bộ sưu tập mùa hè năm 2016 từ những nhà thiết kế hàng đầu như Upsi và Liria Bell, Belle. Các người mẫu đều tỏ ra vui vẻ và tự tin khi bước ra sàn diễn hòa minh trong nhịp điệu vui nhộn của tiếng nhạc, giới thiệu những thiết kế nội y, và nhiều bộ trang phục thể hiện sự quyến rũ, nét đẹp từ cơ thể đầy đặn. Plus size fashion week là tuần lễ thời trang đình đám tại Brazil và ngày càng trở nên thu hút không chỉ vì sự độc đáo mà còn nhờ tính thiết thực với những người thừa cân, một cộng đồng đang ngày càng gia tăng về số lượng. Renata Poskus đại diện ban tổ chức cho biết, sự kiện lần thứ 12 nhằm khẳng định những người phụ nữ mập mạp là một phần của thế giới thời trang nhà tạo mẫu thời trang Dina Costa nói, cô thực sự vui mừng khi thấy một người phụ nữ tròn trĩnh mặc những thiết kế của mình trên đường phố. Còn với những người mẫu như là Paula Pastos thì đây là một giấc mơ trở thành hiện thực vì cô không bao giờ tưởng tượng mình sẽ thành một người mẫu như ngày nay.